Anh giỏi cho hôm qua mới cho đi chơi cho mấy bạn. Hôm nay chủ nhật mà má. Bác kia chưa đã xếp cà cà cho con nữa nha. Thôi không nói nữa, ăn đi. Chào con. Dạ, ngon quá ha. Mẹ con nhà này coi bộ không yêu khách gì hết à. Có cô giáo mới về, người ta lo đi đón. Chỉ có mình nhà này là tính queo à, lo mì gói, lo đồ chơi. À, chưa chơi con. Nè, Hư nghe, ăn đi. Phải chi mấy thầy cô ở xa thấy được cảnh mình chờ đợi đón tiếp họ, chứ họ không nỡ bỏ đi đâu. Ở đây đâu phải xứ họ, kêu họ ở hoài đâu được. Mình thì quen, họ thấy lạ. Ở đây xa xôi cực là thiếu thốn, buồn thấy một. Vậy chứ tôi có bỏ đi không? Chú thì thành dân vùng này rồi. Vậy mà chú không chịu ưng ai, cho vui tuổi già. Chú Mười đi đón cô giáo hả chú? Ừ, đi rồi. Hai, đi chợ thấy hai. Ờ. Sao bữa nay có con gà đầu đem ra chợ bán mày? Ờ, gà của ai vậy? Gà của tôi. Có rảnh đâu mà ôm giùm ta. À, gà thì phải có lai lịch chứ. Tôi nghi quá, gà ở đâu nó có vậy ta? Dòm cái mặt nó lắm la lắm lét, tôi cũng nghi quá. Thằng này nè, hù một hồi nó khay liền nè. Gà này có kiểm dịch xong chưa? Có một con gà mà giấy viết gì. Mày không nghe ông Mười ra lệnh cấm đem gà đi lung tung hả? Nhưng ông cấm gà bệnh, còn gà của tôi. Nhưng gà muốn ăn muốn cho hay bán gì cũng phải có giấy kiểm dịch. Vậy chứ ai cho cái giấy đó? Ờ ha, ông Mười trưởng ấp đâu phải kiểm dịch. Ông Mười kìa. Đâu? Có thấy đâu? Đó, cái ông mặc áo xanh xanh đó. Phải ông không? Ông chứ ai. Đúng ông rồi, ông đi đón cô giáo mà. Anh Mười! Bà kêu ông chi vậy? Mày sao vậy? Tao đâu có kêu ông lại kiểm dịch mày đâu. Bà kỳ quá, kêu ổng lại mệt tôi. Tao muốn hỏi ổng coi cô giáo về tới chưa vậy thôi mà. Chơi kỳ quá. Ê trời ơi, cái thằng này kiểm dịch tới kìa, chạy đi. Nè nè lên, nè lên, nè lên. Gì vậy, giật đồ hả? Ông túi ông Mười ơi. Anh Mười, chờ chút. Bác ca, bác ca, bác ca. Nè 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 nè, giữ đồ hả? Không biết nữa, anh rước ai vậy? Thấy người ta chạy, tôi chạy theo coi. Lạ nha. Bắt nó lại. Đứng lại. Đứng lại. Vụ gì vậy? Dạ tôi vô trả tiền bà rồi mà. Trả rồi. Vậy bà trả đâu tôi làm chi? Lãng xẹt không? Vậy mà tưởng giật đồ. Làm vậy sao mẹ? Thiệt tình.
bắt được rồi hả? Bắt được rồi hả? Bắt ai? Ai biết? Thằng Phát nghe chú Biểu nó cùng đi đón cô giáo, nó trốn. Trời, nó nữa, làm chạy theo mà thấy mẹ. Biểu coi, gà tôi mua mà. Cho cô cháu. Lâu lâu trưởng ấp tính định nhà trường, ai về hố mới quá mạng. Máy hư, nước ngược. Mà thôi, cô giáo cũng tới rồi, cũng trao đàng hoàng đó nha. Chạy được tại mày, khi không cấm đầu chạy là tôi chạy theo muốn chết luôn. Lên anh Mười ơi. Ờ, tôi lên liền. Chàng đàn nữa, bị đứa dọn ra nghe. Cô cháu về rồi á, thế nào à, chuyển nhà cho cô biết. Dạ. Sao kỹ quá chị, để là tại thằng bắt dịch này nè, tự nhiên bắt cả lũ chạy phong long à. Cô giáo mới có đẹp không hả má? Má không biết nữa. Sao má không đi đón cô giáo? Thư bị ướt sẵn, không phải do chúng tôi, mong cô thông cảm. Trời có mưa đâu mà thơ ướt. Tôi nói thiệt, đưa tôi xem. Thôi tôi hiểu rồi, thư từ miền sông nước gửi mà. Chút xíu nữa cô rầy quan tôi rồi. Dạ tôi xin lỗi, cảm ơn anh. Dạ. Bình ơi, có tin vui cho anh nè. Bình ơi. Trẻ đâu ngủ, đừng có lộn xộn. Tối nào cũng 2-3 giờ sáng mới về, 11-12 giờ trưa mới dậy. Nhớt thầy ra. Biết là anh mai, sắp giờ âm không à. Dậy đi. Có nhận tin vui không? Má báo gửi tiền hả? Tiền đâu mà liền liền vậy? Không thích thì tôi đọc giùm. Ê con nhỏ kia để đó tao. Ủa sao nhanh vậy ta? Tưởng anh quên, em cảnh cáo anh liền đó. À thì biết đâu, có khi tao cũng quên. Vậy thì cách đây một tuần, anh mới lưu luyến đưa ai tình nguyện đi đầu vậy? Anh tệ thiệt. Cả một dọc con gái trong tim anh, thì nhỏ Hạnh chỉ là một cái nút trong hàng nút áo của anh thôi, đúng không? Anh gì gác cho mày. Mày kiểm tra tình yêu của tụi tao hả? Ai mà thèm kiểm tra. Kiếm một thằng Biểu nó gửi thư cho mà đọc. Đúng nhà một người như anh là cắn lưỡi luôn. Cái gì? Giỡn mặt nha. Biết gì? Tao có kế hoạch, có cái tính của tao.
chưa thể nói gì về nơi này. Nhưng anh ráng chuẩn bị đầy đủ điều kiện. Để lỡ ra, em có về sớm thì không gãy kế hoạch nha. Em thăm Thu, ráng nha. Nhất định phải có một chỗ tốt cho em đó. Cô có đi luôn bây giờ không? Dạ có. Anh Minh tới xứ này lâu chưa? Lâu lâu rồi. Giỏi thiệt. Tôi mới tới đã thấy khó. Sao cô không hỏi tôi lâu là bao lâu? Còn vậy nữa. Ừ, thì tôi hỏi. 7 tháng. 7 tháng 3 ngày. Vậy mà làm tôi tưởng 7 năm chứ. Lâu mau là chuyện trong lòng, chứ đâu phải đến thời gian mà biết lâu mau. Tôi chịu, tưởng anh khác kia. Ai dè, anh cũng qua lá dữ. Nghĩa là sao? Một lớp là 2 lớp hả? Ừ, thì trong một lớp có một ít lớp 3, một ít lớp 4. Em về đây ưu tiên chỉ về một lớp 5. Sướng đó. Lớp 1, lớp 2 do cô Thùy phụ trách. Em chưa gặp cô Thùy. Lớn hơn mình, không có chồng, nhưng có tới 2 đứa con. Cổ kìa. Anh Minh, cái ông biết đó là ai vậy? Ai? Cái ông đứng đằng kia kìa. À, sáng nay em có nghe tiếng đánh trống không? Có, là sao? Người đánh trống chứ. Sáng sớm là đánh trống chơi học trò dậy đi học. Lạ lùng, một người đã óc hơi bất bình thường, cọc cằn. Tôi đi nha. Tôi dám mặc áo đẹp. Có nhà học hay là không? Thưa thầy, chưa đánh trống mà. Cô biết mấy giờ chưa? Thích thì ngồi xuống, không thì đứng luôn cũng được. Lỡ không ai đánh trống thì dốt luôn cả đám phải không? Anh Hổ, anh Hổ, em sợ. Im đi. Ngồi xuống đi. Lớp 3 sách toán, lớp 4 sách văn. Mày thấy cô giáo mới thì sao mày? Bình thường. Anh thấy đẹp không? Tao không hỏi đẹp xấu, cổ dạy dỗ được không? Mấy đứa nghỉ chờ thầy cô quên bài nên cổ chỉ cho ôn lại. Tuần sau mới dạy bài mới. Tôi mấy đứa nhỏ năm chót tiểu học mà học hành vậy, cổ khó tính không mày? Tôi cũng biết nữa. Từ bữa đó đến giờ có tiếp xúc đâu, nhưng có vẻ nghiêm. Ừ vậy được,
nghiêm chứ đừng khó khăn cọc tính. Không giống cô giáo trước đâu. Cô thầy gì mặt lúc nào cũng đằng đằng, giống như bị bắt làm cô giáo vậy. Mày nữa, người ta đã bỏ công về tận đây để dạy dỗ con cháu mình, nhịn 10 chút cũng được, nói chỉ một chút, nhịn 100 luôn. Vậy mà ít tuần ít tháng lại kiếm chuyện bỏ mấy đứa nhỏ trong bất. Cứ vậy á, đón đến thì rình rang, ra đi không nói tiếng nào, tụi nhỏ nó mất lòng tin. Giờ không biết lúc nào để bỏ tụi nó mà đi nữa. Kiểu đó làm sao học. Mày cứ lý lẽ, chứ tụi nhỏ mà nghĩ gì. Ông lúc nào cũng vậy, cứ xê xà cho qua chuyện. Chính tụi nhỏ không biết nghĩ nên người ta mới mắng chửi hành hạ tụi nó. Mày sao hả? Tôi không. Máy của tôi sửa xong chưa anh Mười ơi? Ôi, tôi ra liền. Các em về làm những bài tập cô cho. Mai cô kiểm tra, nhớ làm bài cho tốt, để tuần sau chúng ta bắt đầu học bài mới. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Em nói đi. Thưa cô, má em hỏi sao đi học mà không có điểm. Hổm rày, cô chỉ kiểm tra bài cũ thôi. Cô xem các em còn nhớ bài không? Có nhiều em quên lắm. Tuần sau, học bài mới, cô sẽ chấm điểm. Trật tự, im lặng nào. Im lặng cho lớp khác các bạn học. Hôm nay cô cho ra chơi rồi về. Lớp trưởng, cho các bạn trật tự, giữ im lặng ra về. Cả lớp đứng dậy. Chú nghe. Cô đi chơi. Dạ. Em định cuối tuần xin phép về nhà. Mới về tụi cô giáo đã ngán rồi sao? Dạ không đâu, em có việc thôi. Cô uống nước. Cô đã ra chợ lần nào chưa? Dạ chưa có dịp. Vậy là hôm nay chỉ ăn mì gói thôi sao? Cô thấy ở đây được không? Sao phải đến góc sớm vậy hả anh? Quen rồi. Từ khi mới lập trường, lúc đầu chú đó phải đến từng nhà kêu gọi tụi nhỏ đi học. Sau này đình có trống mới, chú đó xin trống cũ về sửa lại, rồi thỏa thuận với cha mẹ mấy cháu. Riết rồi thành thói quen. Cũng hay. Với lại ở quê người ta dậy cũng sớm. Mấy bữa nay nước đâu có lên. Sao cầu trôi mất vậy cả? Đứa nào phá chắc. Anh đi chợ hả? Thì ra chú mày là thủ phạm phá cầu phải không? Chờ chút, để gác lên rồi qua. Cái kia một rồi, mới xin được khúc mới. Để tao phụ một tay. Để tôi vô quần áo hết. Thôi qua đi, tôi sẽ chèn chắc lại sao. Đi cô Hạnh ơi, bước qua đi, đừng có sợ. Đi con,
Cô cứ qua đi, không sao đâu. Anh Mười. Cho Mười tô hủ tiếu nghe. Dạ, có liền. Cho tóc mỡ nghe. Dạ. Ly xay chừng nữa. Dạ, có ngay. Lâu quá nghe. Dạ, có liền. Có đây chú Mười. Ừ, để đó đi. Ý, sao nhiều vậy? Ai nữa? Dạ, của chú Mười mà. Tao kêu hồi nào? Mười cũng ở đây hả? Cô giáo anh Tâm. Ê, vô đây. Khách nào đâu mà đông vậy? Có ai đâu. Mình anh làm lúc 5 tô. Dạ 10 tô lận. 10 tô. Tao kêu hồi nào? Dạ hồi nãy chú kêu cho 10 tô hủ tiếu mà. Trời. Rồi má mày đâu? Dạ đi chợ rồi. Trời ơi, tao nói cho 10 tô hủ tiếu tức là cho tao 1 tô hủ tiếu. Tao tên là 10, hiểu không? Dạ không, con mà hiểu là con chết liền á. Đáng đời. Cứ hở là 10 10. Cho bỏ tật. Thôi vậy, nấu mấy tô rồi? Dạ còn 5 tô nữa đang nấu. Thôi ông, đủ rồi. Ok quá mà. Bữa nay cho tôi mời nha. Ăn với tôi ha. Ăn rồi nói chuyện. Bị vô này vừa xin tiền thì chắc chửi tắt bếp luôn. Tất cả để tay lên bàn. Lớp trưởng. Dạ. Xem các bạn đã đủ chưa? Đưa anh coi. Không được, hồi xuống rửa cho. Lẹ lên, chưa trễ là chết. Thầy phạt chết, lẹ đi. Lẹ gì? Chân mày chưa rửa kìa. Hả? Tụi bay lẹ lên vô lớp. Lẹ lên, tụi nó vô lớp hết rồi. Thầy biểu tao kiếm tụi bay chết. Tại mày đó, tí tèo, giữ nó giùm tao. Chết rồi. Con biết đây là lần thứ mấy tôi biểu mấy em. Vào lớp là tay chân, quần áo phải sạch sẽ, phải đủ mặt, vắng phải có cha mẹ xin phép. Lần thứ mấy? Rất nhiều, đúng không? Làm như vậy là không kính trọng, lễ phép với tôi. Nga, Nga. Đã vậy, lúc nào lớp có mặt đủ, tôi mới cho các em học. Nga, tao về luôn. Mày lấy tập giùm tao với thằng cọp nghe. Thôi, tao không dám. Thầy biết được là nát xương. Đi gì vậy? Sao không vô học mà thập thọ ở đây? Làm gì quần áo ướt hết vậy? Dạ, tụi nó té mưa. Làm gì đến nỗi mới té mưa? Nhìn coi đó, đầu cổ mấy đứa có đai gì không? Hả? Đừng chửi mặt với tôi nghe.
Thôi, vô lớp. Xin lỗi thầy rồi học. Đi đi. Chuyện gì? Tụi nó bị té xuống mương. Tôi hỏi các em chuyện gì? Không đứa nào có miệng sao? Bỏ qua đi thầy, tụi nó sợ lắm rồi. Học hành vậy còn được bao che bên vực, không giấu cả lũ cũng uổng. Vô lớp. Vô. Vô lớp đi mấy đứa. Đi. Bỏ qua cho tụi nó đi anh Minh. Tôi không bỏ công về đây hầu hạ hết học trò tới người lớn. Câu này anh nói nhiều rồi. Tôi hiểu chứ. Hiểu thì anh để yên cho tôi. Không phải việc của anh. Việc của anh là cái trống kia kìa. Anh làm cho chúng ỷ lại, dựa dẫm thì chỉ có bốc đất mà ăn thôi. Anh làm gì? Anh định làm gì? Anh xỏ xiên ai? Tôi nghĩ có chữ nghĩa rồi là phách. Rồi anh làm gì tôi? Anh định làm gì? Anh quá đáng rồi đó. Anh hay tôi? Buông ra. Ông Tâm ơi. Anh đó. Anh đó. Anh làm gì vậy? Buông anh Minh ra. Mọi người dòm kia. Anh đó. Thằng đó với ông Hải làm gì vậy ta? Buông ra đi. Anh đó. Anh không được làm gì vậy? Thấy mấy đứa nhỏ nó dòm không? Chú Út, con sợ chú Út ơi. Cô thấy ông Tâm đâu không? Khùng điên gì đâu. Về chỗ ngồi xuống. Ừ. Sao mặt mày hầm hầm vậy? Quá đáng thiệt. Có gì mà anh căng thẳng vậy? Trong thì mình khó khăn, cao đạo một cái người. Anh đó bình tĩnh. Anh không được giận dữ, căng thẳng. Anh. Đi, anh qua trạm xá em khám cho. Không sao đâu bà, cứ hở chút là khám. Mệt mấy người quá đi. Đi anh, em đang đem thuốc qua cho anh nè. Sẵn đây đi qua trạm xá đi. Không sao đâu mà. Qua chút thôi. Khám gì, em cũng lại đo huyết áp. Rồi bắt nằm nghỉ chứ gì. Thì đi cái đã. Chuyện cũng không có đáng gì đâu anh. Nhưng chú đó không được làm vậy. Mỗi thầy cô có cách giáo dục riêng. Phải tập cho tụi nhỏ nó vô nề nếp, khuôn phép của chuyện học hành chứ. Chú ấy làm vậy, tụi nhỏ nó ỷ lại không được đâu. Không đâu anh, mấy em nó không dám đâu. Chú ấy đi đâu cô biết không? Dạ không. Chú đó bị gì hả má?
có gì đâu. Bực mình khó chịu vậy thôi. Anh về. Nghe em dặn nè. Làm gì thì cũng vừa sức thôi. Không được nóng giận. Bực mình nóng giận ảnh hưởng tới vết thương trên đầu. Kiếm chuyện thư giãn, ăn nhiều bí đỏ. Nhớ uống thuốc em đưa, ngày 2 viên. Ừ. Còn nữa, khi nào thấy chóng mặt, đầu nhức thì cho em hay liền. Đúng, nhớ nghe. Sao không nhớ, thuộc lòng luôn không thấy sao? Ê, đi đâu vậy anh hai? Quan dạng chút. Ê, hình như ông Tâm kiếm mày. Ở đâu? Hồi nãy ông hỏi thấy mày đâu không? Giờ chắc qua ông Mười rồi. Thôi tôi đi ha. Ừ, tôi về liền. Tưởng anh ở bên anh Mười. Anh kiếm tôi hả? Vô đây. Chắc anh biết rồi. Tôi không nói chuyện ai lỗi ai phải. Tôi chỉ tội cho mấy đứa nhỏ. Nhưng chú cư xử với thầy Minh như vậy là không được. Làm gì thì cũng phải tôn trọng người ta chứ. Tôi thấy chuyện không có đáng gì mà ông làm cho tụi nhỏ thiếu điểm muốn đái trong quần. Gì thì cũng phải uống nắng từ từ, chứ ai làm vậy? Cư xử với thầy cô như kiểu chú, học trò nó thấy, làm sao người ta dạy dỗ con cháu mình được? Chú thương tụi nó, thương bạc cha mẹ tụi nó không? Ông bà mình nói, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Cha mẹ tụi nó không có ý kiến thì thôi, ai đời làm như chú? Người ta chấp nhận về đây thì mình phải quý trọng người ta chứ. Cứ để thầy cô dạy dỗ cho chúng. Không lẽ sau này lên huyện lên tỉnh học, người ngọn cũng lắm lem lôi thôi như ở ruộng sao? Chú nghĩ coi phải không? Chú hiểu giùm anh. Uống nước đi. À, thầy Minh, vô uống nước. Anh có bận gì không? Không, chỉ nói chút chuyện phải quấy với chú đó thôi. Chú đi đâu? Vô đây đi thầy. Dạ. Ông á, có nói vụ ông thầy với chú đó thì cũng nói nhẹ nhàng thôi. Phải rầy nó chứ. Chồng ngọng cái đầu rồi. Biểu cưới vợ thì ậm ừ. Nói là để đi bộ đội về rồi tính. Tới giờ là ba mấy rồi, lại liên liên khùng khùng. Cưới vợ cho nó, nhiều khi nó hết bệnh không chừng. Vết thương trên đầu chú mổ không được nên chú sợ làm khổ người ta chứ gì. Còn cô Phương y tá, con gái người ta ngon lành vậy, quý mến nó, vậy mà nó bày đặt giả lơ. Bà nữa, kêu nói vô giùm cho con Phương rồi tới đâu rồi? Tôi mở miệng tới vụ cô Phương là chú lãng qua chuyện khác liền. Dở ẹt. Có bấy nhiêu chuyện cũng không xong. Tôi nói không nghe là chết với tôi. Ừ, quyền huynh thế phụ mà. Ừ. Vô đi. Làm gì vậy đó? Má, cô giáo mới giống công chúa trong sách vẽ. Công chúa thì đẹp, phải không má? Cổ là công chúa, còn má là bà lão xấu xí phải không? Bà lão là tiên đó, bà lão có phép nè. Bà lão là chị công chúa đó. Xạo quá cười. Bà má ơi, công chúa thích chú Minh, ghét chú đó hả? Hương nghe, không được để ý chuyện người lớn. Tại sao vậy má? Là đi ngủ nhé. Má kể chuyện công chúa cho con nghe đi. Ừ, nằm xuống đi con.
Cô Hạnh ơi, còn thức không? Anh Minh, có gì không anh? Đưa cô ít nhang mũi. Anh Tâm có cho còn đi nè. Thì cô cứ giữ để xài. Ở xứ này mới 7 giờ mấy mà như khuya vậy. Cô thấy quen nơi này chưa? Cũng tạm. Còn anh thì sao? Khó quá, bao đắc dĩ mới về đây. Cái gì cũng thiếu, thiếu cả cách cư xử. Dân tình gì kỳ cục. Anh không thích ai thì rạch rồi, đừng đổ chung hết cho mọi người. Với lại anh biết họ không bình thường thì ăn thua làm gì. Tôi cảm ơn. Tôi vô xem bài cho mấy cháu đây. Tôi về. Cái gì? Sao ta đau bụng quá? Ráng đi, sắp hết giờ rồi, chỗ đó sắp đánh trống bây giờ chứ gì. Không phải mắc cầu. Vậy là mày bị dung, lãi cắn rồi. Ráng đi, sắp về rồi. Hổ tèo, chép bài chưa? Thưa thầy. Tèo, sao không đứng lên? Ê, bị làm sao? Dạ. Dạ, nó bị đau bụng, chắc bị lãi. Tôi không hỏi em. Cả lớp im lặng. Tất cả trật tự ra về. Tèo, Hổ, ở lại tôi có chuyện. Sao? Hết đau bụng rồi phải không? Dạ, nó đau thiệt mà thầy. Tôi không hỏi em. Dạ, lúc đau, lúc không. Tôi đã nói, trong giờ học của tôi, tuyệt đối cấm nói chuyện. Muốn gì? Phải giơ tay xin phép. Hai em quỳ gối chép 10 lần bài trên bảng, xong đem tới phòng tôi nộp. Sao chưa về?